Kính thưa các vị đại biểu khách quý, lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, để mở đầu chương trình buổi lễ ngày hôm nay, xin kính mời quý vị đại biểu cùng đón xem một số tiết mục văn nghệ do các thầy cô và các bé thể hiện. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị đến với bài múa Mùa Xuân Ơi, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện, do các bé đến từ đội văn nghệ của trường mầm non biểu diễn. Xin kính mời quý vị cùng đón xem. Trong lương xuân.